Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về mạch cảm biến từ trường KI025. Mạch thường được sử dụng để lấy tín hiệu như là mở cửa trong máy photocopy, máy giặt, tủ lạnh, cửa tư hoặc là radio điện tử. Chúng ta có thể kết hợp mạch với lại modem relay hoặc là kết hợp với mạch với lại vi điều khiển hoặc là Arduino nhận tín hiệu lập trình và có thể điều khiển nhiều thiết bị khác nhau. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT3662, sau đó xem chi tiết. Và đây mạch sẽ hoạt động với điện áp là từ 3,3 cho đến 5V. Và trên mạch sẽ có các chân bao gồm AO, G, cộng và DO. AO là chân tín hiệu analog ở đầu ra, G là chân âm và cộng là chân dương. Hai chân này là chân nguồn nha các bạn. Điện áp là chúng ta có thể cấp là từ 3,3 cho đến 5V. Và chân DO là chân tín hiệu đầu ra là dạng digital. Ví dụ bây giờ mình sẽ cấp nguồn 5V vào hai chân cộng và chân G. 5V dương thì mình sẽ cấp vào cộng và âm mình sẽ cấp vào G. Và ngay khi mình cấp nguồn thì trên mạch sẽ có một đèn LED báo tín hiệu là mạch đã có nguồn. Và đèn LED còn lại là đèn LED để nhận báo tín hiệu ở phía đầu ra. Và ví dụ ở đây mình có một cục 500. Và khi mình đưa lại gần theo độ nhạy mình đã điều chỉnh thì đèn sẽ sáng. Và khi mình đưa ra xa thì đèn sẽ tắt nha. Và đây khi mình đưa ra xa thì chân DO sẽ xuất tín hiệu ở mức thấp thì đèn sẽ tắt. Và khi mình đưa lại gần, đèn sáng và chân DO sẽ xuất ra tín hiệu ở mức cao. Và độ nhạy chúng ta có thể điều chỉnh bằng chiếc áp có trên mạch. Chúng ta sẽ dặn tua vít về phía bên phải để tăng độ nhạy. Và dặn về phía bên trái để giảm độ nhạy nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ kết hợp với lại một modem relay 5V và mình sẽ điều khiển bóng đèn 220V này. Và do nếu mà mình kết hợp với lại modem relay này thì mình có thể điều khiển được cả AC hoặc là DC. Ví dụ ở đây mình đã lắp xong. Và các bạn chú ý là trên zoom này mình sẽ chuyển sang chữ L để kích ở mức thấp nha. Và giờ đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho mạch với lại cảm biến trước là nguồn 5V. Và như đây khi mình đưa cục 500 ra xa thì mạch sẽ kích hoạt relay để đóng relay. Và khi mình đưa lại gần thì mạch sẽ ngắt relay nha. Và do mình chưa cắm nguồn của bóng đèn cho nên đèn chưa sáng nha. Và bây giờ mình cũng sẽ cắm nguồn của bóng đèn vô. Các bạn chú ý là trên mạch đang đấu điện là 220V cho nên các bạn tránh chạm ở dưới bề mặt của mạch nha các bạn, có thể gây giật nha. Và cũng như vậy khi mình đưa 500 ra xa thì mạch sẽ kích relay để đóng relay để cấp nguồn cho bóng đèn. Và khi mình đưa lại gần thì mạch sẽ ngắt relay. Và mình đang sử dụng chân DO trên mạch cảm biến từ để kích cho modem relay. Và trên modem relay mình đang kích ở mức thấp. Mình chuyển zoom sang cạnh chữ L để kích ở mức thấp nha. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.